Hello, kính chào quý khách hàng thân thương. Hôm nay là Bình Lĩnh rất là vui đã hoàn tất mọi thủ tục để chuẩn bị. Sáng mai là Bình Lĩnh sẽ bàn giao một chiếc xe tải, đấy chính là chiếc xe tải Zack. Đây quý khách hàng. Và đây là chính là chiếc xe tải Zack N650E5 phiên bản thùng bạc vẫn nhôm ha. Về cái mẫu xe này là Lĩnh đặt đóng theo yêu cầu của khách hàng. Lĩnh giao cho anh Cẩn và chị Luyến ở Ca Lại Tiền Giang mình luôn. Zack N650E5, cabin vuông rất là đẹp luôn. Và mẫu xe này hiện tại anh em rất nhiều anh em cũng lựa chọn nó. Với tải trọng là 6.8, đăng ký tải 6.8 nha quý khách hàng. Và thiết kế thùng hàng 5x25. Và con xe này bên Lĩnh đóng vẫn nhôm cho quý khách hàng. Cốp tôm đóng bằng bá tô bằng inox luôn, bản lề inox, cụm lương inox, cản hông inox dạng tròn. Anh em thích dạng vuông hay dạng tròn là bên Lĩnh đặt đóng theo luôn ha. Và thiết kế sàn xe bằng inox luôn, rất là tuyệt vời, nhìn là rất là chắc chắn của chiếc cái thùng ha. Và bên Lĩnh đóng cái phía sau là bán một lớp ở phía sau này, và ở phía trước này bên Lĩnh cũng bán luôn lớp vách giáp cabin luôn để chúng ta thuận tiện lấy hàng ha. Bạc 5 ảnh đấy, rất là đẹp luôn, một xe rất là chắc chắn luôn ha quý khách hàng. Và Lĩnh đã hoàn tất mọi thủ tục rồi, sáng mai khách hàng sẽ lên nhận xe sớm mà. 6.8 thùng dài 5m25, và chiều cao từ mặt sàn lên là chỉ được 1m99 thôi nha, một chiếc máy 99 thôi quý khách hàng, nó không được cao lắm. Không có cái này thì ta có cái kia, nó không cao nhưng mà bù lại là rất là rộng luôn. Nếu mà chiều ngang của thùng hàng lọt lòng nha quý khách hàng, 2m27 luôn, rất là rộng đúng không? Đông cao người ta phải rộng cho anh em để chở nhiều hàng chứ. Đó, 6.8 luôn, rất là chất lượng. Mẫu này phiên bản E5 cho chúng ta. Và chúng ta có thể xem các lốp xe của mẫu xe này, nó thiết kế phiên bản mới đây là nó lốp lớn ha. 825R16 luôn khách hàng ơi, 825R16, phiên bản cũ nó chỉ là 750R16 thôi, phiên bản mới này 825, rất là lớn. Rồi, để Lĩnh mở cái bửng, đóng lại cái bửng nè. Quá Innoton inox. Rồi, bạc 5 ảnh. Rồi, chúng ta có thể ngắm cái dàn chassis xe ha. Chassis xe là chassis được dập gụi 6.000 tấn, dập một lần thành hình. Nay nó chịu tải rất là tốt luôn về mẫu xe Zack N650. Ngoài ra, với chiếc xe này chúng ta cái thùng nó rộng nên là nó phải thiết kế cái cặp gương dạng này. Này chúng ta để quan sát ra phía sau quý khách hàng. Cái thiết kế cũ của nó là nó xài gương hộp, do là chiều rộng lúc trước cái thùng hàng nó chỉ 2m5 thôi. Giờ nó thùng hàng nó rộng ra thì nên là nhà máy đã thay đổi thành cái cặp gương như thế này. Ngoài ra anh em muốn đổi gương hộp thì hai cũ ở chúng ta đóng hai cũ chúng ta đổi có cặp gương hộp thôi. Còn gương mới chúng ta cất nha anh em. Rồi cabin vuông N650 rất là đẹp, giáp phiên bản cao cấp. Cái đèn này anh em thấy rất là quen ha, thiết kế dạng đứng của N-Series đều sử dụng chung một loại đèn này, nên sau này phụ tùng thay thế chúng ta là rất là dễ dàng luôn về xe Zack ơi. Và thêm nữa là chúng ta xe Zack N650E5 nó là E5 nên là nó phải đạt tiêu chuẩn khí thải Euro 5 đó, và đồng thời nó phải dùng dung dịch xử lý khí thải ure, nó tốn thêm một tí tiền đấy. Nhưng mà cái bình này nó nhỏ thôi anh em, cái bình nó nhỏ tại vì là cái mẫu xe này đi nó cũng tốn không bao nhiêu đâu, 100 cây thì nó dao động tầm cỡ 1 lít thôi. Mà 1 lít ure thì tại thị trường bán lẻ là bên Lĩnh có cung cấp luôn là tầm 12.000 1 lít. Bình nhiên liệu chúng ta làm bằng nhựa cao cấp ha quý khách hàng, nhựa cao cấp ha. Rồi, đó là cái ngoại thất của chiếc Zack N650 6.8. Ngoài ra là cái về cái thùng hàng này thì chúng ta sẽ tăng thêm chi phí là 50 củ. Còn nếu mà thùng anh em lấy thùng tiêu chuẩn đó, hiện tại con xe này có giá 540 thôi. Đấy, còn thùng đóng vẫn nhôm này thì chúng ta là 549. Đây là mức giá hiện tại được ra cho chúng ta để chúng ta nắm luôn. Và chúng ta quan sát cái cabin xe ha. Đây, định mở cabin xe. Cabin xe. Kính chỉnh điện đầy đủ cho anh em ha. Cái này nó làm màu này đẹp quá luôn. Rồi, vô lăng xe, vô lăng 4 chấu. Xe này có ga tự động ha, thôi kệ ha. Rồi tăng giảm âm lượng và thiết kế đồng hồ để cắm chìa khóa vào quốc lên cho anh em thấy nè. Đồng hồ thiết kế dạng kiểu mới đây, chúng ta thiết kế đèn một đồng hồ mới ha, sổ máy luôn. Máy lạnh đầy đủ cho chúng ta. Chúng ta quay lại cái đồng hồ tí đây, nó có báo mấy cái bình cái nút trên cùng đây là UD nè ha, UD đây chúng ta đang cầm đầy, bên Lĩnh đang cầm đầy cho khách hàng rồi. Chúng ta phanh hơi nha, phanh hơi đầy đủ Kono mới nè, xe mới rất là đẹp luôn ha. Cái này chúng ta miếng này chúng ta tự bóc ra nha, bóc siêu nữa ra để khách hàng bóc. Bao lăng bên Lĩnh tặng cho anh em.
máy lạnh đầy đủ, mọi thuốc, học cái đồ. Xe đi là 6 số tiến, 1 số lùi. 3 chỗ ngồi, 2 ghế phụ, thắng tay, lóc kê. Sau này chúng ta có học chứa đồ này. Đấy. Và đây là trên trần xe. Rất là đẹp ha. Rồi, khách hàng có lắp thêm cái màn hình cam hành trình. Đây, cam hành trình tích hợp với lại cam lùi luôn cho chúng ta. Rồi, bên này chúng ta quan sát nè. 3 ghế ngồi, ghế nỉ ha. Để chúng ta có thể thêm là bọc sim ly nữa cho nó sạch sẽ và đẹp à. 6 tấn 8 N 650 sẽ trang bị động cơ là đầy DAV Power công nghệ Đức nha quý khách hàng. Dung tích lên đến là 2.97, đạt công suất là lên đến là 155 mã lực luôn. Khỏe lắm anh em ơi. Xe này, máy này được bảo hành lên đến là 5 năm hoặc 150.000 km tùy điều kiện nào đến trước. Và rất chất luôn anh em này. Kiếp trước rất là dày luôn. À, xe rất là N650 nếu mà lấy thùng tiêu chuẩn là bây giờ hiện tại như là còn có 540 cũ thôi. 540 cũ là phiên bản thùng tiêu chuẩn này, anh em thêm 50 nữa là chúng ta đóng được cái xe phiên bản thùng bạc vẫn vô thế này. Đấy, nếu mà chúng ta muốn tiết kiệm thêm một chi phí là chúng ta có thể đóng sàn bằng sàn sắt thôi, sẽ giảm bớt một phần thành phần chi phí cho chúng ta. Và với một chiếc xe này anh em đầu tư trước từ cho lĩnh là từ khoảng 150, còn nếu anh em mà lấy cái ủng vững thì chúng ta lên phải thêm tầm 178 ha, thì chúng ta nhận được xe vô cùng là dễ dàng không biết hàng. Xe thì hiện tại có sẵn là thùng tiêu chuẩn, còn chúng ta đóng bên lĩnh sẽ đặt đóng theo yêu cầu cho anh em. Thì dao động là nếu mà thùng tiêu chuẩn thì tầm 5 đến 10 ngày giao xe, còn nếu anh em lấy thùng mà để đóng theo yêu cầu thì cho lĩnh thì tầm 10 ngày nữa đóng thùng, thì nó sẽ giao đoạn dây nó trong khoảng là từ 15 đến 20 ngày thì chúng ta sẽ nhận được xe ha. Đó là làm thủ tục vay vốn ngân hàng. Còn nếu anh em mua tiền mặt rất là nhanh chóng, còn lại anh em xuống tiền là sẽ có xe liền. Bên lĩnh là vừa là trung tâm mua bán xe, bên lĩnh có mua xe, thu mua xe cũ nó đổi xe mới cho anh em luôn. Ngoài ra cũng là trung tâm bảo hành bảo dưỡng sửa chữa đầy đủ cho anh em có nhu cầu. Nên anh em có nhu cầu mua xe hãy gọi alo ngay cho lĩnh. Trọng Lĩnh là xin chân thành cảm ơn.